Trong đầu tôi luôn có một cảnh tượng thế này, chứng kiến thảm sát giống như không thể phai mờ. Tộc dị năng trong truyền thuyết, đó là một tộc người có sức mạnh thần bí. Khi tiềm năng bị khơi dậy, hình trên cổ sẽ phát sáng. Mọi người gọi họ là tay súng dị năng. Chỉ cần là người bị họ bắn trúng sẽ tan thành tro bụi. Năng lực đặc biệt này khiến rất nhiều thế lực dòm ngó, bất chấp mọi giá muốn tìm hiểu bí mật. Còn trong ký ức của tôi lại có mối liên hệ mật thiết với truyền thuyết này. Tất cả bắt đầu từ ngày tôi được cứu. Mau cứu người đi. Đừng sợ. Nghe nói họ sẽ tiến hành giao dịch ma túy ở đây. Tuy chỉ là tội phạm ma túy, nhưng cũng không được lơ là. Cơ mà cô nàng của nợ này ở đâu ra vậy? Tại sao chúng ta phải dẫn theo cô ta? Các anh đang nói tôi sao? Tôi được sếp Lâu cử đến. Anh ấy bảo tôi theo các anh đi làm nhiệm vụ lần này, bảo tôi quan sát các anh, quan sát chúng tôi. Cô có hiểu bố trí chiến đấu cơ bản không? Cô biết à? Tôi là tay bắn tỉa. Cô giết người qua chưa? Chưa. Nhưng tôi đã bắn bia rồi. Sếp Lâu điên rồi phải không? Cứ một kẻ yếu như vậy đến đây.
Hàng của tôi đâu? Yên tâm đi, sẽ đến ngay. Đã quá giờ rồi, mày chơi tao phải không? Kim dây đen của mày có được hay không vậy? Đừng nóng vội, mày rõ ràng muốn chơi tao. Nguy hiểm. Bây giờ rất nguy hiểm. Cả tiểu đội không có người truy kích niệm lực, đã manh động và làm liều. Cô không biết kẻ địch ở đâu, cũng không biết kẻ địch đang làm gì. Cô ngang nhiên xuất kích rất nguy hiểm. Ở đây ngoan ngoãn chờ được không? Đây là năng lực gì vậy? Tổ chi viện, xin được chi viện, xin được chi viện. Đi. Kim dây đen, mày giở trò gì vậy? Mày đi đâu thế? Hàng của tao đâu? Hàng ở đây. Trong số bọn mày có nội gián, nếu không có tao, bọn mày sẽ chết hết ở đây đó. Xuống dưới cướp hàng của nó về đây. Kim dây đen, mày có sao không? Mày đi trước đi. Nhớ kỹ, chăm sóc tốt cho con tao. Chờ đã. Đừng phí thời gian nữa, đi thôi. Tên bắn tỉa của chúng ta vẫn chưa theo kịp. Đã đuổi đến đây rồi, chắc chắn không còn kẻ địch nữa đâu. Nhưng niệm lực của tôi nói tôi biết, chỗ này còn có kẻ địch.
Tạ Tuyết Kiều, anh mau ra đây đi. Tôi sắp đỡ không nổi rồi. Sếp Lâu, nhìn thấy chưa? Tay súng dị năng, mọi người cố gắng học hỏi. Tôi là người chấp hành niệm lực, học hỏi thế nào? Chỉ cần tôi không ngu như bài huấn luyện mô phỏng lúc này là được rồi. Sếp Lâu, có việc gì vậy? Nhiệm vụ lần trước các cậu làm tốt lắm. Nếu không dẫn theo hai của nợ này, có lẽ càng thuận lợi hơn. Huấn luyện viên, anh đừng nói như vậy. Họ đều là cộng sự của cậu, cũng là cậu chính tay dẫn dắt. Tuy họ không có kinh nghiệm như người khác, nhưng sau này đều sẽ có cơ hội đối mặt một mình, trở thành đội trưởng giống như cậu vậy. Không phải ai cũng muốn làm nên trò trống. Sự ngu dốt đã là bẩm sinh rồi. Anh, năng lực của cậu đã thiên phú, cậu không được yêu cầu những cộng sự khác có năng lực giống như cậu. Tôi cho cậu làm đội trưởng là muốn cậu truyền dạy kinh nghiệm, giúp tôi đào tạo thêm các tay bắn tỉa xuất sắc. Anh tưởng là tay súng thần, nói đào tạo là đào tạo được sao? Được rồi, chuẩn bị nhiệm vụ tiếp theo. Nghe kỹ cho tôi, ngày mai đừng có chết, làm hỏng chính sự của mọi người. Cậu, nói cậu đó. Cậu tên gì? Anh ấy tên Lữ Giang. Lữ Giang, bây giờ bỏ tay cậu ra khỏi cây súng. Huấn luyện viên không cho phép người khác động vào súng của anh ấy mà bỏ xuống đi. Tạ Tuyết Kiều, trước kia tôi tôn trọng anh là huấn luyện viên, cứ nhẫn nhịn anh không nói. Lữ Giang tôi, tốt xấu gì cũng là top 1 nam sinh của trại huấn luyện khóa 12. Nếu đưa ra ngoài, ít nhiều gì cũng là một sát thủ có thể làm nhiệm vụ độc lập. Nhưng mà về dưới trướng của anh, anh chưa từng cho tôi đi làm nhiệm vụ, suốt ngày chỉ làm trợ thủ, yểm trợ cho anh. Nếu anh không có năng lực tay súng dị năng, kỹ thuật bắn súng của anh giỏi hơn tôi bao nhiêu? Kể từ bây giờ, lập tức biến khỏi mắt tôi. Tôi đi theo anh lâu như vậy, anh còn không biết cả tên của tôi. Huấn luyện viên, nếu như vậy, nhóm chúng ta không cách nào làm nhiệm vụ rồi. Sếp Lâu, Tạ Tuyết Kiều, tôi biết năng lực của cậu không cần cộng sự, nhưng nhóm ba người là quy định đó giờ của tổ chức. Tôi cảm thấy phát ra quả lực quá công kềnh, có hay không cũng chẳng sao. Nếu đã như vậy, tôi giới thiệu thành viên mới cho cậu. Lần này lại là ai nữa vậy? Cô gái này là người mới. Người mới? Để người mới lập đội với chúng tôi à? Người mới này trước đây từng tham gia hành động bí mật đã kích tội phạm ma túy. Trong một nhóm, chỉ có mình cô ấy sống sót. Chắc chắn không phải tội phạm ma túy bình thường. Tội phạm ma túy nào có thể giết hết toàn bộ những người đạt chuẩn năng lực và sát thủ vậy?
Điều tôi biết chỉ có nhiều đó thôi. Cậu cố gắng dẫn dắt cô ấy. Cô ấy có thể trở thành một thành viên cốt cán trong tương lai của tổ chức. Tống Vũ Nông. Tống Vũ Nông. Cô yên tâm, tất cả đều qua rồi. Sếp Tạ, anh hỏi xong gọi tôi. Cô chính là Tống Vũ Nông nhỉ? Cô có biết tại cô mà ba anh em tốt của tôi đã chết không? Anh là ai vậy? Sao lại chất vấn tôi? Tôi là ai? Tôi là ai không quan trọng, chỉ là một người chướng mắt những kẻ nhát gan mà thôi. Tội phạm ma túy thì sao? Các anh bắt được hắn chưa? Giám chi viện đã bắt hắn, đưa về rồi. Lúc sát thủ đã bắn trúng người, đồng đội của tôi biến mất hết. Cô nói sao? Biến mất thế nào? Biến thành hạt cát màu đỏ thẫm, phút chốc bốc hơi trong không khí, không để lại chút dấu vết gì. Có nhìn rõ khuôn mặt của tội phạm không? Hắn che mặt. Hình như trên cổ có hình xăm. Tôi không nhìn rõ, nhưng mà tôi cảm thấy anh ta rất quen thuộc. Thậm chí hình như có quan hệ gì đó với tôi. Nếu không còn việc gì khác thì mau chóng sửa soạn lại đi. Tổ chức không nuôi người nhàn rỗi. Kế hoạch tiến hành đến đâu rồi? Kế hoạch đang được tiến hành. Chúng tôi đã tìm thấy hắn rồi. Tin là sẽ có thể hóa giải bí mật của tộc dị năng nhanh thôi. Cô gái đó thì sao? Cô gái đó rất đặc biệt. Cho tôi chút thời gian, tôi sẽ nhanh chóng nghĩ cách khơi dậy tiềm năng của cô ta. Làm tốt chuyện này, đừng để tôi thất vọng đó. Dân, chủ nhân. Bố bắt con chung nhóm với tên biến thái này. Anh bắt tôi chung nhóm với kẻ nhát gan này. Nếu hai người đã quen biết, tôi sẽ không giới thiệu nữa. Tôi từ chối, tôi không dẫn dắt người mới. Làm như tôi chịu để anh dẫn dắt vậy. Anh, bây giờ chúng ta đang thiếu người đó. Theo quy định, chúng ta không được đi làm nhiệm vụ đâu. Tôi không cần loại ăn hại không có bất cứ kinh nghiệm gì. Anh nói ai là người ăn hại hả? Tại sao anh lại nói như vậy? Cô gái, anh này là tay súng dị năng Tạ Tuyết Kiều. Tôi mặc kệ anh ta có dị năng gì. Dị năng? Tay súng dị năng? Tay súng dị năng chưa từng thất bại, có năng lực đặc biệt trong lời đồn. Tôi thấy đâu có giống. Vũ Nông, con là con gái nuôi của bố, cũng là người đứng đầu trong tân binh khóa 24. Bố luôn rất coi trọng con, nên sắp xếp con một nhóm với Tuyết Kiều. Chỉ cần con ở chung với tay súng dị năng sẽ giúp ích rất lớn cho sự phát triển của con. Kể từ hôm nay, giờ lệnh 24/24 huấn luyện địa ngục cho cô ấy. Tôi đã sắp xếp hai người ở chung. Anh muốn tôi ở chung với cô ta? Chuyện này không được. Chuyện này không được đâu. Đây là mệnh lệnh. Anh, hay là chúng ta dạy cô ấy thử? Dù sao cô ấy cũng là công thần bắt được tên Kim Dây Đen. Hơn nữa như vậy chúng ta cũng có thể làm nhiệm vụ bình thường rồi. An Nhiên, trước khi cô rất phản cảm làm nhiệm vụ, lần này sao tích cực vậy? Tôi đến đây không chỉ để yểm trợ người khác, còn là vì giết người. Nếu anh ta có thể giúp tôi trở nên lớn mạnh, vậy tôi xin phép anh cho tôi cơ hội gia nhập nhóm các anh, để tôi trở thành đồng đội của hai người. Thôi được sếp. Được, tốt lắm.
Mọi người chuẩn bị đi. Không có lệnh của tôi, đừng cho ai vào. Hai người chờ tôi ở đây. Đã lâu không gặp. Sếp Lâu. Bắt anh khó thật đó. Nhưng mà tôi lại không ngờ anh tự mình nộp mạng. Đừng lắm lời. Anh đừng quên, tôi biết tất cả bí mật của anh. Anh muốn chết à? Dễ lắm. Tôi cần một thứ rất có giá trị trong cơ thể của anh. Phải để lại cho tôi. Là một thí nghiệm nhỏ trên cơ thể của anh nhé. Bí mật của tộc dị năng rất nhanh, rất nhanh sẽ phá giải được thôi. Đưa súng của cô cho tôi xem. Tại sao chứ? Anh ấy là đội trưởng của cô, cũng là huấn luyện viên của cô. Kiểm tra súng là theo thông lệ. Thế anh cẩn thận chút nha. Đây là bảo bối của tôi đó. Cô ấy chỉ bắn một phát. Chính là bắn một phát hôm bắt tội phạm ma túy. Cô chỉ bắn một phát, có thể sống sót dưới tay của Kim Dây Đen à? Chị nói tội phạm ma túy đó tên Kim Dây Đen à? Hôm đó tên tội phạm đó là một tên tội phạm truy nã cấp S, giống bị nhốt trong căn cứ sát thủ cũ của chúng tôi. Sau đó để hắn bỏ trốn. Hắn chỉ xuất hiện trong lời truyền miệng của người khác. Ngoài những người quyết đấu trực tiếp với anh ta, hầu như chưa ai từng gặp anh ta. Bởi vì người từng gặp anh ta đều chết rồi. Anh ta ghê gớm thế sao? Thế tôi đúng là đại nạn không chết. Theo lý mà nói, hôm đó anh ta giết ba người. Không nên chừa lại cô. Không có lời dặn của sếp, bất cứ ai không được ra vào. Tránh ra. Tôi muốn xem phạm nhân. Chị An Nhiên, cảm ơn lúc nãy chị nói giúp tôi nha. Tôi không phải nói giúp cô. Tôi chỉ không muốn thiếu một đồng đội mà không được làm nhiệm vụ mà thôi. Tại sao chị muốn làm nhiệm vụ như vậy? Muốn thông qua nhiệm vụ trở nên tiến bộ. Tại Tuyết Kiều đó hình như không cần đồng đội nhỉ? Người ta đồn anh ta là huấn luyện viên ác ma. Tại sao chị luôn đi theo anh ta vậy? Chuyện này phải kể từ rất lâu.
Tổ chức sát thủ này lấy tộc dị năng có năng lực thức tỉnh làm trọng tâm, ám sát người buộc phải chết mà không để lại dấu vết. Mấy năm trước, ta tiết kiệu trong một lần làm nhiệm vụ, bất chấp nhiệm vụ thất bại, cứu được tôi vô tình đi nhầm. Nếu không có anh ấy, e là tôi không sống được đến giờ. Cũng vì cảm kích nên để gia nhập tổ chức. Nhưng không muốn mãi được anh ấy bảo vệ, muốn làm nhiệm vụ nhiều hơn để trở nên lớn mạnh. Cô làm sao vậy? Không sao, tôi chỉ nhớ đến một số chuyện không vui trước kia. Có lẽ cô mệt quá rồi. Nào, tôi đưa cô về nha. Cô ngủ chết như vậy, không có tính cảnh giác gì cả. Tôi cảm thấy không thích hợp làm xạ thủ. Anh cũng đâu thể vì sáng nay tôi cãi lại anh thì không cho tôi ngủ được. Anh như vậy đúng là lấy công trả thù riêng. Tôi đến thông báo cô tham gia diễn tập thực chiến đầu tiên của nhóm, tiện thể kiểm tra cô. Không ngờ. Thế nào? Quả nhiên rất kém. Trước đây tôi tham gia thực chiến hình ảnh 3 chiều, thành tích tốt lắm. Mau mặc đồ vào, chuẩn bị xuất phát. Được. À đúng rồi, có một chuyện luôn muốn hỏi cô. Tại sao cô muốn làm sát thủ vậy? Tôi muốn giết người, cũng muốn bảo vệ người khác. Bảo vệ ai? Năm đó cả nhà tôi đều bị giết hại. Lúc đó tôi còn nhỏ, không có năng lực bảo vệ họ. Được, xuất phát. Chị An Nhiên đâu? Sao chị ấy không đến luyện tập? Cô ấy có gì? Cô ấy được không? Lo cho cô trước đi. Được rồi, tiếp theo tôi sẽ phân tích nhiệm vụ. Tiểu Mạc, chỉ huy niệm lực đồng thời sắp xếp điểm nằm dùng. Bởi vì ba chúng ta không còn nhỏ, chỉ có thể dựa vào cách nằm dùng và bắn tỉa tiến hành chiến đấu. Tống Vũ Nông, điểm bắn tỉa thứ hai vào chỗ, chờ nghe chỉ huy niệm lực bất cứ lúc nào. Người truy kích niệm lực đã đến địa điểm chỉ định. Bây giờ bắt đầu tiến hành chỉ huy. Tay bắn tỉa số 1 vào chỗ. Tống Vũ Nông. Tống Vũ Nông đâu? Tay bắn tỉa số 2 vào chỗ. Vũ Nông, đừng sợ, cố gắng giữ vị trí của cô, quan sát xung quanh.
huấn luyện viên. Chúng ta cùng nhau đến nhà hàng ăn đi. Không có thời gian, không đi. Đi đi, đi đi mà. Đúng đó, đi đi. Xem như chúc mừng lần đầu tôi tham gia hành động không bị chết. Cảm ơn huấn luyện viên ra tay giúp đỡ. Thôi được rồi. Anh à, tìm ai? Ông chủ, khách quý đến. Hôm nay đến đây thôi, dừng giao dịch. Khi nãy phân tích la bàn đã kết thúc, người anh muốn tìm quả thực có năng lực này. Anh nói gì cơ? Không thể nào. Người đó đã chết lâu rồi. Vô số người trong tổ chức đã tận mắt nhìn thấy, không còn tro cốt. Phân tích này đúng không? Tin hay không tùy anh. Nhưng tộc dị năng có lực nguyên tố lửa thiên nhân. Kim vật đen mà la bàn này hiển thị hoàn toàn trùng khớp với hơi thở của anh. Trên đời này không nhiều người dị năng. Nói đến đây, tin là anh có thể hiểu nhỉ? Tan thành tro bụi cũng chưa chắc đã chết. Ngược là tôi thấy anh bây giờ nên cẩn thận thì hơn. Tại sao? Bởi vì anh là người thức tỉnh năng lực thứ hai trong hàng năm nay của tổ chức.
Hai chân tách ra. Tách ra. Cầm chắc. Súng chưa đủ chiều ngang. Nâng cao. Cao thêm chút nữa. Hướng ngang lên trên 30 độ. Chuẩn bị bắn. Lại lần nữa. Hướng ngang lên trước 30 độ. Chuẩn bị bắn. Hướng ngang. Chuẩn bị, sơ chi. Tốt lắm. Lại lần nữa. Hướng ngang lên trước 30 độ. Tốt lắm. Tiếp tục duy trì. Hướng ngang lên trên 30 độ. Chuẩn bị bắn. Hướng ngang lên trên 30 độ. Người đâu? Cũng không biết ai nói muốn trở nên lớn mạnh. Vậy rồi à? Đồ cô lại An Nhiên thay giúp đó. Đừng có la bừa. Ăn uống xong thì mau ngủ đi. Đừng tưởng đầu óc không tỉnh táo thì có người chịu cô. Mau ăn đi. Ăn xong còn phải đi tập luyện nữa. Cố luyện viên này, năng lực đặc biệt này từ lúc bắt đầu là anh đã có sao? Không phải. Năng lực của tôi thức tỉnh trong một lần làm nhiệm vụ. Nhóm ba người chúng tôi cuối cùng chỉ có tôi sống sót. Nếu không phải thức tỉnh năng lực trong nhiệm vụ đó, có lẽ tôi cũng không thoát được. Thế tội phạm ma túy kim dây đen lần trước, anh ta cũng có năng lực đặc biệt này phải không? Hai người có mối quan hệ gì phải không? Tôi không biết, cũng không thể xác định.
luyện viên, anh nấu cơm khó ăn quá đi. Cô không ăn thì trả cho tôi. Vũ Nông à, xin lỗi nhé. Không sao, tôi quên rồi. Lát nữa tôi còn phải tập luyện. Tôi đi trước đây. Các cậu mau chóng hoàn thành nhiệm vụ lần này đi. Kim Di Đen bỏ trốn rồi. Tất cả tổ viên chuẩn bị, lúc cần thiết thì bắn chết. Dân, sếp. Thật là tôi còn chưa ăn cơm đấy. Mấy hôm nay cho cô nghỉ, cô lên làm tập luyện thế à? Sao người có thể thoải mái như vậy chứ? Tôi căng thẳng quá. Đừng căng thẳng, cứ xem như một buổi huấn luyện bình thường là được. Chúng ta vẫn nên hành động thôi, kẻo lát nữa trốn mất dạng đó. Nghe kỹ đây, lần này không phải diễn tập mô phỏng, là thực chiến. Đối phương vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần có một viên đạn bắn vào bất kỳ vị trí nào trên cơ thể đều sẽ lập tức mất mạng. Cô rõ chưa? Kỳ lạ, niệm lực của tôi nói tôi biết hắn ở ngay đây. Sao đột nhiên không cảm ứng được nữa?
Đừng căng thẳng. Phát súng khi nãy chỉ là đạn bình thường, cô ấy không chết đâu. Anh định làm gì? Cô gái này không phải người thường. Tôi đã thấy qua hình xăm trên người cô ấy. Hình xăm giống y hệt cậu. Hôm đó tôi giao thủ với cô ấy, hình xăm của chúng tôi đột nhiên cộng hưởng với nhau, sinh ra một năng lượng cực mạnh, làm tôi bị thương. Nếu không, chỉ dựa vào các người, sao có thể bắt được tôi chứ? Tôi biết cậu rất tò mò, tại sao tôi cũng có năng lực tộc dị năng? Tại sao tôi nắm rõ bố trí nhân lực của tổ chức các cậu như lòng bàn tay? Tại sao lãnh đạo của tổ chức các cậu lại muốn đuổi cùng giết tận? Tại sao Sa Minh quen tôi, Lâu Quần quen tôi mà cậu lại không quen tôi? Bởi vì tôi chính là tiền nhiệm của cậu, tay súng dị năng tiền nhiệm, huấn luyện viên bắn súng tiền nhiệm. Không thể nào. Tay súng dị năng tiền nhiệm đã được xác định là hy sinh rồi. Hy sinh? Tôi nghĩ đối với họ mà nói thì chết hay sống chẳng qua là một câu nói của Lâu Quần mà thôi. Lẽ nào cậu tưởng chúng ta đều là trẻ mồ côi, sau đó được tổ chức nuôi dưỡng và đào tạo trở thành sát thủ hay sao? Lẽ nào cậu chưa từng nghi ngờ tại sao trong đám trẻ mồ côi này có hai người trước sau thức tỉnh, năng lực tộc dị năng vô cùng hiếm gặp trong lịch sử? Tại sao? Bởi vì kẻ khiến chúng ta trở thành trẻ mồ côi chính là tổ chức mà cậu hằng tự hào. Không thể nào. Tôi nhớ rõ bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi. Thế nào? Không nhớ ra được à? Không nhớ ra được là đúng rồi. Cậu tưởng tên Lâu Quần đó tẩy não có thể bịa ra trí nhớ hoàn hảo không khiếm khuyết nào hay sao? Tẩy não? Bố, sếp Lâu, anh ấy đâu? Anh ấy ở đâu rồi? Kim Dây Đen bỏ trốn. Bây giờ tổ chức phòng bị cấp 1. Sau khi bình phục, con lập tức đến gặp bố ngay. Con muốn gặp huấn luyện viên Tạ. Tạ Tuyết Kiều đã được tổ chức quả tang rồi. Đừng lừa con. Bố nói con biết anh ấy ở đâu đi. Tại sao lại không cho con gặp anh ấy? Cậu ấy là tay súng dị năng. Gen của cậu ấy rất quan trọng. Chúng ta không được để lại cơ hội để người khác phân tích thi thể của cậu ấy. Con là sát thủ. Đồng đội hy sinh. Sau này có thể sẽ xảy ra mỗi ngày. Con không kiểm soát được tâm trạng của mình. Sau này bố làm sao bố trí con làm nhiệm vụ đây? Cố gắng nghỉ ngơi, nhanh chóng đến gặp bố. Cậu định xử lý cô ta thế nào đi?
Cô ta sẽ biến mất nhanh thôi. Cô ấy là con gái nuôi của cậu. Cậu nhẫn tâm ra tay hay sao? Người không có năng lực thức tỉnh không khác gì kẻ vô dụng. Huống hồ cô ta hình như biết được một số chuyện rồi. Cô tìm ai? Tôi muốn gặp ông chủ cô. Ông chủ tôi không phải cô muốn gặp là gặp được. Tôi là đàn em của Tạ Tuyết Kiều. Anh ấy chết rồi. Tôi muốn tìm đáp án. Xin lỗi nha. Chỗ chúng tôi không có đáp án của cô. Mời đi. Tôi cần đáp án. Chờ đã, muốn biết đáp án đừng quá nóng vội. Giải tán hết đi. Trước đây Tuyết Kiều từng đến chỗ tôi, nhưng tôi không ngờ tổ chức các cô đến một tội phạm bỏ trốn cũng không canh chừng được. Nhưng theo nghiên cứu của tôi, năng lực đặc biệt này khi không có dòng máu người dị tộc thuần khiết như ngày nay, chỉ có số ít người mới có thể thức tỉnh trong tình trạng ngẫu nhiên. Mấu chốt là người thừa kế của năng lực đặc biệt trên cổ đều có một hình xăm. Đây chính minh chứng cho tộc dị năng. Hình xăm của tôi luôn xuất hiện chung với một giấc mơ kỳ lạ. Tôi mơ hồ nhớ là có một đám người kỳ lạ đến chỗ chúng tôi thảm sát. Tôi bị lưu lạc trên núi. Là Lâu Quần cứu tôi và nuôi dưỡng tôi khôn lớn. Nhưng mà người thảm sát thôn tôi làm sao cũng không nhớ được. Chuyện của cô tôi khó mà thông qua kho tài liệu trong thời gian ngắn nghiên cứu rõ ràng. Nhưng tình báo trốn thoát của Kim Dây Đen tôi có thể cung cấp cho cô.
Nếu tôi phân tích đúng, Kim Dây Đen chính là người mà tôi quen. Tay súng dị năng tiền nhiệm được xác định đã chết. Nếu tiến hành phân tích dõi theo vết máu của anh ta, thế thì có lẽ anh ta bị thương rồi, chỉ trốn gần đây thôi. Nếu không phải cùng một người, tôi cũng không thể cung cấp nhiều tình báo hơn cho cô. Cho dù là tình báo gì, chỉ cần một tia hy vọng, tôi cũng sẽ tranh thủ đến cùng. Tôi không thể để huấn luyện viên chết oan uổng. Tình báo cho thấy Kim Dây Đen trốn ở gần thành phố, tình báo dưới hầm. Cây súng trước đây Tuyết Kiều để ở chỗ tôi, đến lúc trả lại cho cô rồi. Cuối cùng cô cũng đến rồi. Trước khi cô nổ súng, cô nhìn cái này trước đi. Sao lại có hình xăm? Cô nghe tôi nói, tôi quả thật bắn bị thương Tuyết Kiều. Nhưng tôi đảm bảo, tôi tuyệt đối không giết hại cậu ấy. Cẩn thận chút đi, cậu em. Chăm sóc tốt cho cô gái này. Cho dù hôm nay lời tôi nói cậu tin bao nhiêu, nhớ kỹ, cậu tự mình cẩn thận. Phát súng này chỉ là che đậy. Dù sao cũng từng giao thủ với tôi, không để lại vết thương, khó tránh sẽ khiến người khác nghi ngờ. Dám làm không dám giận phải không? Chúng ta là người chung tộc, sao tôi lại giết hại cậu ấy chứ? Cô cũng nhìn thấy rồi, Lâu Quần đã giở trò trên người tôi. Tôi không sống được bao lâu nữa. Nhưng mà tôi có một bí mật, tôi phải nói cho cô biết. Cô có biết, trước Tuyết Kiều tổ chức còn một tay súng dị năng. Anh ấy là người có năng lực thức tỉnh đầu tiên, cũng là tay súng thần khi đó của tổ chức. Người đó chính là tôi. Nhưng cùng với việc địa vị của tôi càng ngày càng cao, dần dần phát hiện, hóa ra kẻ giết hại cả nhà tôi lại là tổ chức. Có lẽ cô không tin, nhưng tổ chức vẫn luôn âm thầm thảm sát người trưởng thành của tộc dị năng, đồng thời tẩy não và kiểm soát trẻ con dị thành niên. Chúng tôi đều là tộc nhân lợi dụng tổ chức.
Hình xăm này là hình xăm đặc biệt của tộc dị năng chúng ta. Tôi có, Túy Kiều có, cô cũng có. Đây chính là minh chứng tốt nhất cho tộc dị năng chúng ta. Lâu Quận chính là kẻ thù đằng sau giết hại cả nhà tôi. Tôi lại nhận giặc làm cha bao nhiêu năm nay. Huyết thống của tộc dị năng chúng ta mang theo vô vàn niềm tự hào, nhưng đồng thời cũng gánh vác vô số âm mưu và tính kế. Cho dù là vậy, anh vẫn là một kẻ xấu. Dưới tay anh có quá nhiều linh hồn vô tội. Có quan hồn thì đã sao? Nếu tôi không giết họ, họ sẽ từng bước đến hủy hoại tôi. Đây là sứ mạng mà mỗi tay súng dị năng buộc phải gánh vác. Tống Vũ Nông, cô còn chưa hiểu sao? Chúng ta cùng một loại người. Chúng ta có kẻ thù chung. Chúng ta có thể liên thủ cùng nhau để đối phó với họ. Tôi không cùng loại người với anh, không liên thủ với anh được. Tôi không biết tại sao ban đầu anh không giết tôi, nhưng anh đã giết Tạ Tuyết Kiều. Tôi bắt anh một mạng đền một mạng. Thôi được, cô có thể giết tôi, nhưng tôi hy vọng cô có thể giúp tôi chăm sóc cho con trai. Được, tôi hứa với anh, giết anh là sứ mạng của tôi. Đây là năng lượng cuối cùng của tôi, để thần ánh sáng và lửa bảo vệ cô. Hy vọng cô nể tình thừa kế tổ tiên, cố gắng bảo vệ tộc nhân của chúng ta.
Không muốn giết thì cút hết. Xem ra cô đã biết mọi chuyện rồi. Tôi không còn gì để nói nữa. Quá ra tôi nhận giặc làm cha bao nhiêu năm qua. Trước đây ông làm nhiều chuyện xấu như vậy. Hôm nay nên kết thúc rồi. Nổ súng đi. Tôi sẽ không tự tay giết ông. Ông tự kết thúc mạng sống đi. Khống chế niệm lực. Chị ơi, súng bắn tỉa của chị đặc biệt quá. Chị là tay bắn tỉa. Trước đây từng giết rất nhiều người. Từ nay về sau, chị định là một người bình thường. Bố em cũng luôn muốn em học bắn súng. Sau này lớn rồi là một tay súng dị năng đặc cách. Tay súng dị năng. Chị ơi, em biết chị là ai. Bố em là ai? Bố em tên là Kim Dây Đen. Thank you.